Chân số ký chương 16 vả cô Rê, con trai của giết sê cháu của Kê chích của levi Dục theo mình đa thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của phê cháu Ruben. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Mô-xê và A-rôn mà rằng thôi đủ rồi vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? mô nghe điều đó bèn sắp mặt xuống đất, nói cùng cô rê và hết thải cải hiệp với người mà rằng: Sáng mai Đức giê va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài hỏi cô rê hãy làm điều này ngươi và hết hãy thảy cải hiệp với ngươi hãy cầm lư hương sáng mai hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt đức Xê-hô-va. người nào mà đức Xê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh hỏi con cháu lê vi thôi đủ rồi moses nói cùng cô rê rằng hỏi con cháu lê vi bây giờ hãy nghe về phần các ngươi Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài đang làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đang trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi hãy thể anh em ngươi với con cháu Lê Vi đến gần Ngài. Các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va vì Aroen là ai mà các ngươi làm bầm cùng người Môse sai đòi Đa-thang và Abiram con trai Eliab nhưng hai người đáp rằng chúng tôi không đi lên đâu há là điều nhỏ mọn mà các ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đệm sữa và mật Đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao quả thật ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đệm sữa và mật đâu Người không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Người toan khoét mắt của dân này ư. chúng ta không đi lên đâu. mô xe nổi giận lắm thưa cùng Đức giê va rằng Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào. Và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn mô xe nói cùng cô Rê rằng Ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với Aaron hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lưu hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lưu hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và Aaron mỗi người cũng phải có lưu hương mình. Vậy mỗi người lấy lưu hương mình để lửa vào, bỏ hương trên rồi đứng tại cửa hội mặt luôn với Moses và Aaron cô rê hiệp cả hội chúng nghịch lại moses và aaron tại cửa hội mặt sự vinh quang của đức Giê-va hiện ra cùng cả hội chúng đoạn đức Giê-va phán cùng moses và aaron rằng hãy tách khỏi giữa hội chúng này thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng ôi đức chúa trời là chúa của thần linh mọi xác thịt chỉ có một người phạm tội mà chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao Đức Diêu Va phán cùng mô xe rằng, Hãy nói cùng hộ chúng mà rằng, Hãy gian ra khỏi chung quanh chỗ của Cô Rê, Đa Thang và Abiram. mô xe đứng dậy đi lại phía Đa Thang và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hộ chúng rằng, Bây giờ hãy gian xa khỏi trại của các người hung ác này, Và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ. E các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy dân sự gian ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô Rê, Đa Thang và Abiram. Đa Thang và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. mô xe bèn nói rằng, nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Gieo Va có sai ta đặng làm các điều này. Và ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như người như mọi người thì Đức Giê hô Va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê hô Va là một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê hô Va. Vừa khi mô xe nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ gia quyến và hết thải phe cô rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lắp lại và chúng nó bị diệt khỏi hộ chúng. Cả Israel ở chung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn vì nói rằng chúng ta hãy coi chừng kẹo đất nước, nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ nước Sê-ho-va lè ra thiêu hóa 250 người đã dân hương. Đoạn Đức Diêu Hoa phán cùng mô xe rằng, Hãy nói với ele Asha, con tay thầy tế lệ A-rôn biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Diêu đã thành thánh. Những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Eleasa, thầy tế lễ, lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel để người nào ngọi dòng Aaron cho đến gần đặng sông hương trước mặt Đức giê kéo e đồng số phận cùng cô rê và bè đảng người theo lời đức giê va đã cậy mô xe truyền dạy ngày mai cả hộ dân israel làm bầm cùng mô xe và a rô mà rằng hai người đã làm chết dân của đức giê va khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng mô xe và a rô thì ngó về hướng hội mạc sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của đức giê va hiện ra mô xe và a rô đến đứng trước hộ mặt. Đức Diêu Va phán cùng mô xe rằng, hãy gian ra khỏi giữa hộ chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất, rồi mô xe nói cùng a rô rằng, hãy cầm lấy lưu hương để lửa từ trên bàn thờ vào. Bỏ hương lên trên, mau mau đến hộ chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thạnh nộ của Đức Diêu Va đã nổi lên. Và tai vạ đã phát khởi. Aaron bèn cầm lấy lưu hương y như Moses đã biểu chạy đến giữa hội chúng. Kìa tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. Aaron bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này. Trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ cô rê. Đoạn Aaron trở về cùng Moses tại cửa hội mạc rồi tay vải ngừng lại